Hello anh nhé, thì đây là cây máy này. Sau khi nó fix lỗi rồi, fix độ kim nó bình thường nó dài nhá, thì bây giờ fix nó ngắn rồi. Đây để sát nhá, nhưng mà để sát nhất thì nó rơi vào khoảng tầm hơn 4 ly, mà bình thường chúng ta chắc cũng không sẽ dùng đến 4 ly đâu. Đây anh em có thể chỉnh ra thì khoảng chỉ khẩu hở một tí thôi là nó ra nó vừa rồi. Đó, khoảng tầm đây là hơn 2 ly thôi, 3 ly. Đó, không bị hở nhiều, không bị dài kim đâu anh nhé.